Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau học làm một chiếc ống hút từ một khổ giấy hình chữ nhật. Đầu tiên là chúng ta cần phải có một tờ giấy hình A4 như thế này.